ba vấn đề chúng tôi khi thay mặt các đoàn công tác thì như ông quản lý như thế nào. Một là toàn bộ diễn biến cái nội dung xung quanh vấn đề liên quan đến từ ngày 15 chưa được 15 một số người dân của xã Đồng Tân đã có bắt giữ một số các cái cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động công an thành phố và công an huyện để bảo một đồng chí là trưởng ban dân vận có làm tiền giáo của huyện về giữ tại chỗ nhà văn hóa. Nhưng mà trong quá trình giữ thì đã được trực tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện tuyên truyền thuyết phục. Thế và đến trưa ngày 17, tối ngày 17 thì đã cho 18 cán bộ chiến sĩ về. Thế và hiện nay còn giữ 20 cán bộ chiến sĩ của công an thành phố cũng như là của công an huyện. Thế và một đồng chí là trưởng ban tuyên giáo của huyện. Thì vừa qua các đồng chí thì hôm nay thì tôi xin đề nghị các đồng chí là tôi các đồng chí về tuyên truyền cho người dân là một là lãnh đạo thành phố và trực tiếp là tôi sẽ đối thoại với người dân nhân dân xã Đồng Tân. Cái cuộc hôm nay thì có mời nhưng mọi người không ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời người dân đối thoại vào thời gian ngắn nhất sớm nhất có thể ngay trong ngày mai hoặc ngày kia. Đấy là tôi đề nghị các đồng chí, đấy là cái nhất. Trên cơ sở các chỉ đề nêu rõ xem tâm tư nguyện vọng của dân và nêu rõ thành phần chúng tôi sẽ tiếp và tôi sẽ đến họ.